Mến chào quý vị và các bạn đến với kênh Thất Thái TV mình ha. Thì hôm nay quay trở lại cho chỗ anh Khang, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Tiếp tục về một số mặt hàng hoa kiển nè. Thì anh Khang sẽ báo thông số và báo giá cho bà con xem nha. Chào anh Khang, Khang ơi. Kính chào cô bác anh chị đã trở lại với kênh Pháp Thái TV. Thì hôm nay em có về một số cây lôm Mỹ Hồng và muốn với trang hồng phấn lá nhỏ nha, hồng phấn xưa nha, muốn giao lưu với tất cả cô bác anh chị gần xa trên mọi miền đất nước nha. Rồi em đo thông số và báo giá cụ thể cho cô bác anh chị tham khảo và chốt hàng nha. Rồi đầu tiên mã số 1 anh. Rồi đầu tiên mã số 1 cây hồng phấn tàn rất là đẹp. Mã số 1 là cây hồng phấn xưa nha. Cái form tàn thì nhìn rất là ok nha con. Từ tơ lên nụ. Đây, tơ. Đây, nụ nhiều lắm rồi. Cây này thì một cốt, thoát thân này tầm khoảng thoát thân khoảng 20. 20, rất là dài. Lấy ra thước lại rồi. Đó, con sẽ thấy cái bộ đế rất là đẹp nha con. Cây đặc biệt thuần chậu. Cái này là ship nguyên chậu được ha anh. Rồi, ship nguyên chậu được. Đó, rồi, cho cái thông số lên đây. Rồi cây số 1 có chiều cao là 85 đến ngang 60. Rồi cây số 1 có hoành 14 nha các anh chị. Đây. Cây số 1 hoành 14 nha. Hoành 14 luôn. Đó, đế nơm chảy rất là đều. Cây đặc biệt khỏe trên chậu. Hoành 14. Rồi, giá luôn anh ơi. Rồi Zalo 550k. 550.000 bao ship tới nhà luôn. Rồi xuống cây. Xuống cây luôn. Rồi tiếp tục cây số 2. Lên tiếp mã số 2 là cây đỏ lá nhỏ. Cây số 2 là cây đỏ lá nhỏ nha. Một cốt. Dán tàn vậy đó nhau con. Đây này đâm hoa quá xá luôn rồi. Nè, búp nụ lên dày hết trơn. Đỏ lá nhỏ. Hoa rất là đẹp. Đây, cái này thoát thân cũng khoảng 20 ha. Cái này thoát thân 20. 20. Đó. Đế thì nó chảy ra vậy nè, thần chậu rồi. Rồi cây số 2 có hoành chính cao 70 tới ngang 50. 300k, bao ship toàn quốc của anh chị nha. 300.000, bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Giá bên này quá mềm rồi bà con ơi. Rồi, tiếp tục cây mã số 3. Cây mã số 3 là cây hồng phấn xưa nha. Đây. Tàn thông. Đang chuẩn bị đâm bông nha các anh chị. Quá xa hoa luôn rồi nè. Phấn xưa cái bông nó vậy nè, đơm nụ đều hết trơn cái cây luôn vậy đó, lên tàn ở trên xuống thì rất đẹp, một cốt luôn. Đế rồi cây số 3 đế mai luôn. Cây số 3 hoành 13 rưỡi nha chú anh chị. 13 rưỡi tính 13 luôn. 14 rưỡi chứ. 14 rưỡi hả? Đây 14 rưỡi. 14 rưỡi luôn. Tính 14. 14 này thoát thân khoảng đất nha. Nè, cái đế nó chạy giống như đế mày đó. Rồi thông số luôn anh ơi, chiều cao tới ngang. Rồi chiều cao 100 tới ngang 60. Này Zalo của anh chị 700k. 700.000. Bao ship toàn quốc nha. Rồi xuống cây luôn. Cây rồi xuống cây luôn. Rất là năng cây, đặc biệt là thần chậu nữa. Rồi lên tiếp mã số 3, mã số 4. Rồi mã số 4. Đây. Cây này thì cái tàn tròn tàn nấm. Rồi cây mã số 4. Sung ha, lá lên mướt mượt luôn. Hồng phấn. Cây mã số 4 này có hoành 12 nha. Cao 60 tới ngang 60. Vô luôn của anh chị 600k luôn. Cây này cũng đang lên nụ nha con. Lên nụ. Đây nóng nụ nè. Hồng phấn. Hồng phấn xưa thì đây này mới tỉa cắt xong rồi nó chuẩn bị ra bông nha. Rồi xuống cây luôn. 600.000 bao ship tới nhà luôn. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục cây mã số 5. Đây. Vẫn là hồng phấn. Cái này bà con về tỉa cái tàn đây nè. Nhấp bỏ cái này là thành cái tàn tròn vo luôn. Tròn vo như trái banh luôn. Đặc biệt nụ lên rất là xinh. Màu rất là ngọt. Mã số 5 này có hoành 13 rưỡi nha. Hoành 13 rưỡi. Đế cũng đế mai luôn. 13 rưỡi. Cao 85 tới ngang 65. Giao luôn của anh chị 600k. 600.000. Hồng phấn lá nhỏ. Rồi. Rồi xuống cây cắt ngang cái tàn trên này ha. Đỉnh đó là nhìn cái cây rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo cũng cây hồng phấn lá nhỏ luôn nha các anh chị. Đây. Mã
Mã này mã số mấy anh? Mã số 6. Mã số 6. Ôi cây này cái về là mai mốt là nó gộ bông hết trơn rồi con ơi. Nè. Lên búp nè. Quá xa búp luôn. Cái này mã số 6 này có tổng cái hoành là 12 nha. Đây. Hoành 12. Để nó cao 65 tới ngang 45. Zalo của anh chị 300.000. 300.000. Rất không phấn luôn là đẹp. Rồi, rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo mã số 7. Cây Mỹ Hồng. Búa. Búa. Tôi không có lấy tìm cái này. Đó, cái tàn cái búa là kiếm rồi. Phơm tàn này. Rồi cây số 7. Hoa lên. Cây số 7 có thần chủ giót giót đọt lên nha các anh chị. Đây cây số 7. Cây số 7 có chiều cao là 90, tới ngang 80. Hoành 6 rưỡi nha. 550 ngàn luôn. 550 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Có thần khoảng 2 tắc nha con. Rồi tiếp tục cây số 8 luôn. Rồi tiếp theo mã số 8. Đây cây số 8. Cây bông màu rất là chuẩn. Cây cái đọt thẳng lên. Giót đọt luôn ha. Giót đọt. Vẫn đọt luôn. Đây, cái hoành thân nó lên tới giót đọt. Cây này là một cốt sạch nè. Chưa khai thác cái đế luôn. Có cọng để rễ nè. Cây này thoát thân thì búp này nha bà con. Búp rất là nhiều nha. Cây này thoát thân 30 nha. Rồi thông số mã số 8 là luôn anh. Mã số 8 có chiều cao 80. Cái ngang 80 luôn. Cây này có hoành 7 nha quá anh chị. Zalo của anh chị 450 ngàn luôn. 450 ngàn vào ship luôn. Rồi xuống cây. Liên tiếp mã số 9. Rồi tiếp tục mã số 9 nha. Đây cái tàn tự nhiên. Trong cây lô này thì cây nào cũng có cái giót đọt lên cho nghe các bác vậy. Nóng đều nha. Nè, cái cây đây. Vẫn giữ cái thân chính lên trên nè ha. Nè, thân nó vẫn lên trên. Và cái dòng này thì cái lô này thì cái lô này thì em còn được mấy cây hàng nha các anh chị. Rồi thoát thân là 3 tấc rưỡi nha. 35. Đây cái nó Mỹ Hồng đặc biệt nó bông nó chưa tàn mà nó lên bông nữa nè, nó siêu bông vậy đó. Rồi thông số luôn anh ơi. Rồi cây số 9 này là có cái hoành 8 rưỡi nha, cao 1m tới ngang 90. 600 ngàn. 600 ngàn. Rồi xuống rồi, cây xuống cây luôn. Lên tiếp mã số 10. Mã số 10. Đây số 10 đây. Đây cái tàn tròn do như chữ O. Hồng nó vậy nè. Đặc biệt búp bông lên nách lên cuốn lên chỗ nào cũng lên hoa hết trơn. Rồi cái mã số 10 này có khoảng thằng là 3 tấc 3 tấc rưỡi nha. Vẫn giữ cái đọt chủ luôn nha. Cái này hoành 7 nha các anh chị. Chiều cao 8 90, cái ngang 80. 600 ngàn luôn. 600 ngàn. Rồi. 500 ngàn luôn. 500 ngàn. Đọc lộn. Rồi xuống cây luôn. 500 ngàn. Chốt lại là 500 ngàn mã số 10. Rồi lên tiếp mã số 11. Rồi tiếp tục. Cây mã số 11 nha. Cây này tàn quá lớn luôn rồi. Búp bông thì kẹo hết trơn. Đây mã số 11 đây. Đó cái phong tàn cây này size lớn nha bà con. Cái thân nó hơi lắc hơi nha. Khoan để cho xem cái hoa đây đây đây. Hoa nó nhú ra như vậy nè, đọt nào cũng có hoa. Cây này thì nó cũng có cái thân chủ lên ngay, chủ bên đó ha. Ngay đây nha. Đó. Đây thì rất là năng cây vậy. Nè, nguyên một cái chòm hoa bên này nó chuẩn bị nở nha bà con. Đó vậy đó. Đây cái thân, này, thân này. Vẫn giữ cái đọt chủ, cái thân thì hơi lắc mà cái cốt sạch luôn. Đó đây nè. Cái này thì hoành 11. Hoành 11 thoát thân tầm khoảng 2 tấc. Rồi cây số 11. Cây này thoát thân khoảng 30 nha. Hoành 11 cao 1m3 tới ngang 1m3. Cây này giao lưu của anh chị là 1 triệu 2 luôn. 1 triệu 200 ngàn. Bao ship toàn quốc của anh chị nha. Bồng rất là nhiều nha bà con. Lên đóng nụ hết rồi. Rồi mã số 11. Đó, nụ rất là nhiều. Rồi xuống cây luôn. Rất chắc vô. Cái chậu úp đó là. Rồi lên tiếp mã số 12. Mã số 12.
Cây này cũng rực rỡ búp hết trơn nha. Nó chuẩn bị nở nha bà con. Thông số sao rồi? Đây cây số 12. Đó. Đây đây đây, dừng lại anh. Đây đây, cái búp nó nè, mỗi chồi mỗi búp nha bà con. Dữ dằn luôn. Lô này phải nói là siêu hoa luôn. Cái tàn vẫn giữ một cái đọt chủ đây nè. Nè, lên đây là cái đọt chủ lên trên đây nè. Dẫn lên luôn. Ồ, đây cái thân nó nè. Quay kỹ vô con xem nó hơi lắc qua bên. Đây là khoảng 25 nha. Đây 25, 24. Cái này một cốt sạch trơn luôn nha bà con. Nó. Rồi, cái cho thông số luôn anh ơi. Có cái chậu rồi, hết đập được luôn rồi. Rồi cây số 12 này có hoành 11 nha. Chiều cao 1m35, tán ngang 1m35 luôn. Rồi cây này giao lưu với quá anh chị cũng 1,2 triệu luôn. 1,2 triệu, mã số 12. Bao ship toàn quốc của anh chị nha, rồi xuống cây luôn. Bao ship bao sống luôn. Rồi lên tiếp mã số 13. Quá xa cái tàn luôn rồi. Trong cái lô cây này tàn ráng mà lô cây nghe quá anh chị. Đó, cái form tàn như cái mâm luôn á. Quá xa cái tàn. Rồi mã số 13. Mã số 13 có cái thân rất là lực. Đây. Đóng chì cành như thế này nè. Bà con cứ yên tâm nha. Chì cành này thì nó cỡ ngón cái nha. Bao ship, bao sống, bao tới nhà luôn. Ủa, cái hoành này tầm, cái này thấp thân tầm nhiêu anh? Hoành cái này là có hoành 12 nha. Thấp thân khoảng 2-30 nha. Rồi, thông số chiều cao luôn. Rồi, chiều cao nó thì 1m2 tới ngang 1m5 nha. Đó. Cái này giao lưu của anh chị cũng 1,2 triệu luôn. Đồng giá 1,2 triệu luôn. Mã số 13. Rồi, xuống cây. Rồi, luôn. Xuống cây. Cây rất là năng cây. Rồi lên tiếp mã số 14. Rồi tiếp tục mã số 14 luôn. Cây này chân dài bà con ơi. Bông thì cực rỡ nè, nở. Đó. Mã số 14. Đây cái hoa nè. Hoa mi hồng nhìn rất là tê. Trong ra cái trời nó hơi nắng thì cái bông nó không được tư mấy nha. Thì mình về mình dưỡng lại nha, cây khỏe rồi chơi nha. Này thoát thân 50 ngay quá anh chị. Đó, dẫn một cốt chót đọt lên thẳng băng luôn nha bà con. Đó, vậy đó. Rồi cho thông số anh ơi. Rồi cây số 20-14 này có hoành chính, cao 1m3, tán ngang 1m2. Rồi giao lưu của bác anh chị 900 ngàn luôn. 900 ngàn. Đó, tàn vậy đó. Rồi xuống cây luôn. Rồi lần tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số 15. Cây gực gỡ bông hết. Thì cái lô chiếc này cây nó bự nên Khang nó bứng cái bầu bự nha bà con. Nên cái phí ship nó cũng cao. Thì cái giá này thì bà con xem tham khảo rồi chốt cây nha. Cây này rất là vừa giá bà con ơi. Đó, màu lên gực gỡ. Đây hoa nữa nè. Đây mỹ hồng. Rồi cây này thoát thân 35 nha. Dạ, ừ, vậy cây số 15. Có hoành 12, cao 1m2, tán ngang 1m2. Cây này giao lưu của anh chị 1,2 triệu luôn. 1,2 triệu. Rồi xuống cây luôn anh. Xuống cây luôn. Rồi lên tiếp mã số 16. Cây thì cái tàn như cái nón. Rồi. Chân dài luôn. Lên mã số 16 nha. Này cái thân rất là lực nha bà con. Mã số 16 này là thoát thân là hơn 60 nha. Khoảng 65 nha. 65, 6 tấc rưỡi. 6 tấc rưỡi nha. Nè bà con thấy nó sung nó đâm chồi nách ở trong này nè, nhưng mà do nắng quá nó cái bông nó bị héo thôi chứ cái chồi trong này nó vẫn còn tơ nha, còn non nè, cây nó sung nó đâm chồi nách ở trong này. Con cứ đừng có ngại ngùng mà chuyện cây bị héo bị chết. Xem bao sống cho bà con rồi. Rồi, rồi cho cái thông số anh ơi. Cây số 16. Có cái hoành 10.
hoành 12 nha. Chiều cao 1m3 tới ngang 1m4. Đó, cây này thốt thân 60 nha. Rồi cây này giao lưu quá chị là 1.200.000 luôn. 1.200.000. Đó. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục cây 17 luôn. Mấy cây này là ship tầm khoảng 200.000 nha bà con. 200 tiền phí ship nha. Tại cây này bầu nặng, tàn nó cũng cao nữa. Rồi lên tiếp mã số 17. Rồi, lên tiếp cây 17. Đây, cây này có cái thân lắc lộn như thế này nè. Thân một cốt sạch, không có tì vết luôn. Đây, thân cái này thân 35 nha. Thân 3 tấc rưỡi. Rồi cây 17 này có hoành 10, cao 1m2 tới ngang 1m2. Giao lưu của bác chị 900.000. 900.000 bảo ship tới nhà luôn. Rồi, xuống cây. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên tiếp mã số 18. Rồi mã số 18 này. Cây này cái phơm tàn thì cũng tròn do luôn nha bà con. Đó, nhánh thì rất là sung phục. Đây đây đây. Cái chòi búp nó lên rất là nhiều nè. Hoa nó mới tàn mà chưa rụng cái cuốn luôn mà giờ nó đâm nách lên luôn nè. Nè. Con thấy rõ ha. Nè. Cuốn hoa nó chưa rụng. Còn mấy cái chòi này cũng lên nụ hết luôn rồi. Ờ, vẫn có một cái đọt chủ dẫn lên nha. Cây này thoát thân 30 nha. 30. Cây 18. Hoành luôn anh ơi. Cái hoành 13. Cái cao 1m4 tới ngang 1m5. Cây này giao lưu của bác chị 1 triệu rưỡi nha. 1.500.000. Rồi, rồi đổi cây luôn. Rồi lên tiếp theo mã số 19. Cây này cái thân lực lớn luôn. Lô cây này cốt hoành nó lớn. Phơm tàn thì nó tự nhiên vậy mà hoa nó lên. Nó nụ. Đây nè, búp rất là nhiều luôn bà con. Mấy cái nắp này là ra búp hết trơn nè. Vậy này bà con vô dây mấy không thì để cái tàn tự nhiên ha. Này, mình chưa có khai thác không nha. Này vẫn còn giữ được một cái đọt chủ lên tới trên này nè. Đây, hoành thân nó hơi lắc qua bên ha. Này cái hoành eo dần khoảng 12, 13 vậy đó. Rồi cho cái thoát thân luôn. Này thoát thân 25. Rồi thông số luôn anh ơi. Rồi cây 19 này có hoành 12, cao 1m3 tới ngang 1m4. Rồi cây này giao lưu của bác chị 1.300.000 luôn. 1.300.000. Mỹ Hồng. Siêu bông luôn. Rồi đổi cây luôn. Quá trời cái tàn. Rồi lên tiếp mã số 20. Đó, tàn. Cây này một cốt cần dài. Đây, mã số 20. Hoa rất là nhiều, nở búp cũng còn búp rất là nhiều nha bà con. Hoa nè, hoa nó vậy đó, được gỡ hết trơn. Này một cốt sạch luôn, đó, đóng thân vậy nè. Này thoát thân, cái cốt ở dưới thì nó hơi lạng qua bên ha. Cây này thoát thân 45 nha. 45. Rồi cây số 20 này có hoành 10, chiều cao 1m2, nó ngang 1m2. Thoát thân 45. Rồi cây này giao lưu của anh chị 1 triệu nha. 1 triệu đồng trắng. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp tục cây mã 21. Mã số 21 vẫn là cây Mỹ Hồng. Cây này vẫn một cốt, thoát thân cũng cao. Đó, hoa nó như thế này nè, nó tàn. Hoa búp rất là nhiều luôn. Rồi cây này chuẩn bị đóng cái đợt búp thứ hai nha bà con. Đây nè, những cái nách này là nó đóng nụ chân nè. Rồi cái này một cốt đó, nó lên đóng chì cạnh vậy đó. Cái này thoát thân 45 nha. Đó, cây hoành 11, chiều cao 1m2,
có ngang 1m1. Cái này giao lưu của bác chị là 1,1 triệu luôn. 1,1 triệu. Tới nhà luôn. Rồi xuống cây. Đó, tàn rất là đẹp, một cốt, thân cao, sạch cây. Rồi mã số 22. Rồi tiếp tục mã số 22. Bông cũng rất là nhiều ha. Mã số bông luôn rồi. Đây, mã số 22. Bông lên. Cái này có cái thoát thân rất cẳng nha các anh chị. Cái này chánh này về của bác thì chị có thể bỏ nha. Mình bầu ra ha. Ừ, bầu về ra bầu hoặc là mình cắt 20 ngàn bỏ. Tháng là mình nó chơi ha, đẹp ha nha. Cây này khớt hơn 40 nha. Bên 40. Đây thì tam tài giữ cái đọt chủ. Ừ. Cây này thì đế chưa khai thác nha bà con. Lô này còn nguyên zin không à. Rồi cây số 2 này có hoành 8 cao 1m, tăng ngang 1m luôn. Cây này giao lô của anh chị 750 kìa. 750 ngàn. Rồi đổi cây luôn. Rồi xuống cây luôn. Ồ, lên một cây mã số 23, rực rỡ hết. Cái form tàn thì như thế đó. Tàn đều do ha. Cây này có cái thân chính lên thẳng lên nha. Đây, nó một cốt giót đọt luôn. Này, cái form tàn hoa nó rực rỡ như thế này nè. Đọt chủ thì nó dẫn lên tới những cái bông này nè bà con, thẳng băng lên luôn. Đó, đó cái đọt chủ bà con dễ anh dùng ha. Rồi cây này thoát thân 40 nha. Đế này chưa khai thác rồi, khai thác còn nở dưới đó. Khai thác xuống là thoát thân khoảng 45 nha. Rồi thông số anh ơi. Rồi cây số 23 này có hoành 11, cao 1m3, có ngang 1m3 luôn. Cây này giao lưu của bán chị 1,2 triệu luôn. 1,2 triệu, rồi xuống rồi. Cây này thoát thân 40 nha. Xuống cây luôn. Rồi lên tiếp mã số 24. Rồi tiếp tục mã số 24 nha. Cây này cái tàn nó phong tàn hoa thì nở rất là to nha bà con. Cây này đúng sức rồi, cái hoa bự lắm, chẳng bố luôn. Cây này vẫn có một cái đọt chủ dẫn lên thân lên. Đó chia là vậy đó. Rồi cây 24 này có hoành 10 nha các bác vậy. Thân cao 10, có thân 35 nha. Chiều cao 1m35 luôn. Cái ngang cũng 1m35 luôn. Rồi cái này giao lưu của bác anh chị là 1 triệu luôn. 1 triệu đồng. Rồi, rồi tiếp tục cây 1m35 luôn. Ồ cái tàn là gì. Cây này tàn xè dữ ha. Rồi lên tiếp mã số 25. Ồ, chia cành cái tàn xè đó ha. Hoa búp, hoa và búp. Đó, đóng cái thằng như thế này nè. Này một cốt hơi lắc một tí, lắc sàn qua bên ha. Rồi lắc lượn qua bên nhà hơi. Cái này đo phía trên là 11 nha, xuống đây đo có thể 12 nha các anh chị. Hoành 11. Rồi cây này thoát thân cũng khoảng 30. Cây số 25 có hoành 11, cao 1m1, tăng ngang 1m4. Cây này giao lưu cũng bác chị cũng 1,2 triệu luôn. 1,2 triệu. Rồi, rồi xuống cây luôn. Rồi lên tiếp mã số 26. Tàn quá khủng rồi bà coi. Cây công nghiệp lô này tàn quá dữ luôn. Rồi tiếp tục mã 26. Tàn tán thì tự nhiên chỉnh sửa thôi. Cây này búp quá xá búp luôn rồi. Cái này về vô dây căng lại thì nó tròn quay nha. Cây này búp rất là nhiều nha. Dừng. Đây búp nó nè. Đóng nụ rất là nhiều. Hoa nó nè. Thì cây này vẫn giữ một cái đọt chủ lên. Đó, vậy đó. Một cốt sạch luôn. Này thoát thân khui này xuống chắc nở. Này nè. Này thoát thân 2 tấc. Thoát thân khoảng 2 tấc rưỡi.
Rồi cây số 36 này có hoành 12, cao 1m4 tới ngang 1m5. Cây này giao lưu với bên chị 1.300.000 luôn. 1.300.000 bao ship luôn. Cây này phí xứ ship cao ạ. À. Tàn quá khổng. Bầu quá trời vững, nó bầu quá trời nặng. Rồi đổi cây luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục. Cây ginh mà ginh không nổi luôn, quá xá nặng. Rồi lên tiếp mã số 27, cây này thì bung nụ quá xá luôn rồi. Đó, búp nụ. Đây, mấy cái nụ nó sai liếc hết trơn. Cây này thì đang nụ nè nha. Đó. Cây này vẫn có một cái đọt chủ dẫn lên thân chính nha. Một cốt nè. Này là thoát thân. Cái này thoát thân khoảng 25 nha. 25. Hơn 25 nha. Đây. Đó. Cây mã số 27 có hoành 10, cao 1m2, tới ngang 1m5. Giao lưu với anh chị 1.100.000. 1.100.000 cho cây Mỹ Hồng rực rỡ hoa, đang búp rất là nhiều. Rồi xuống cây luôn. Rồi đổi cây. Cây 27. Cây này đẹp như quá anh chị. Rồi tiếp tục, cây 28. Rồi bên tiếp mã số 28. Cây này cũng đóng nụ rất là nhiều luôn. Đây, cái tàn nó thì tròn do. Đây, nó búp nữa nè. Lên trời bao nhiêu trời là bao nhiêu búp hết. Đây cái đọt chủ này có thân 20 nha. Đọt chủ nó lên búp vậy nè. Hơn 20. Đây, hoành vẫn giót đọt một có một cái đọt chính đứng giữa nha. Đó, thân nó hơi lắc bên tí. Rồi, cây số 28 này có hoành 10, cao 1m2. Tới ngang 1m5. Tổ 1 triệu mốt luôn. 1.100.000 toàn quốc của bảo ship luôn. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp tục cây mã 29 luôn. Rồi lên tiếp mã số 29. Cây này đóng nụ nhiều. Đó nụ sơ sạn nở ha. Cái phong tàn thì rất tròn em con. Đây cái hoa nó nở to vậy nè, chưa xài hết đó này, nó mới có nhú, nó mới nở rồi mà cái vậy nè, còn bằng tay nở đúng sức một cái thì thôi luôn. Vẫn rồi, giữ cái một cái đọt chủ luôn. Khoảng 30 nha. Cây mã 29 khoảng 30. Có cái đọt chủ luôn. Có khoảng 30. Cây này có hoành chính, cao 1m2 tới ngang 1m4. 900.000. 900.000, mã số 29 luôn. Rồi, đổi cây. Lô này đặc biệt hoa rất là nhiều nha mọi con. Rồi lên tiếp mã số 30. Rồi mã số 30 cũng là mã cuối cùng của hôm nay nha các anh chị. Cây này quá sung luôn rồi, trời non ra phun phun. Hôm nay em về 30 mã số nha. Đó. Phun tàn tự nhiên, đặc biệt búp đan tượng rất là nhiều. Đây cái phun tàn nó ra búp nè. Đóng nụ tơ tơ. Đó, vậy đó. Cây rất là sung. Đó, chia cái tàn ra nha. Cái này thoát thân tầm phắn đi luôn. Cái này thoát thân 20. 20 luôn. Rồi. Thông số luôn đây. Rồi cây 30 là có hoành 10 nha. Cao 1m1 tới ngang 1m4. Cây 30 này giao lưu của anh chị là 1 triệu luôn. Bao ship toàn quốc của anh chị. 1 triệu đồng, bao ship luôn. Rồi mã 30 mã cuối cùng rồi, của anh. Rồi cuối cùng của clip này nha. Rồi cuối clip em cũng xin cảm ơn cho quý anh chị thời gian qua đã ủng hộ và chốt hàng bên em. Em cũng xin chúc cho cô bác anh chị có một buổi xem kênh vui vẻ và tiếp tục chọn cho mình những cái cây ưng ý và chốt hàng. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi mình sẽ kết thúc clip nha bà con. Xin chào và hẹn gặp lại bà con vào những cái clip tiếp theo nha.